Chương một. Vạn giới của hàng hệ thống. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bầu trời xanh thẳm, mặt trời lên cao, trời nắng chang chang. Cây cối xanh ung tươi tốt, tại ánh mặt trời nóng bỏng bao chiếu dưới, rủ cục lấy cành lá, ngẫu nhiên, cành lá bên trong truyền đến vài tiếng ve kêu. Thành phố Hoài An, tập đoàn Thiên Hải trong công ty, một đầu uống lượng quanh có màu đen trường lông, vắt ngang tại hành lang, từng cái từng cái giày tay phỏng vấn người lo lắng mà khô nóng cùng đợi. Số 47 Âm thanh trong trẻo lạnh nhạt, từ phỏng vấn trong tràng truyền ra, sau đó liền trông thấy một người có mái tóc chạy sáng loáng sáng, người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, sắc mặt trang nghiêm đi vào giữa phòng, đồng thời, trong phòng, số 46 mặt mũi tràn đầy đắng chát, thất hồn lạc phách, chậm rãi đi ra. Số 46 là một vị thoạt nhìn ước chừng 23-24 tuổi nam tử, hắn thân mặc một thân màu đen thẳng tắp đồ vét, thân hình có chút gầy gò làn da hơi có vẻ đen kịp thoạt nhìn coi như xuất khí chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhợt một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng tinh thần có chút uể oải không biết lúc nào mới có thể tìm được công việc chu dương từ phỏng vấn trận đi ra một mặt bất đắc dĩ cùng đáng chát, trước đây không lâu hay là xuất thân đại học danh tiếng sinh viên tài cao đám người truy phủng công ty ngôi sao của ngày mai tăng lương thăng chức gần ngay trước mắt thế nhưng là trong nháy mắt không chỉ có ném đi làm việc, thậm chí, ngay cả một phần quét dọn vệ sinh làm việc cũng khó khăn tìm tới. Chu Dương nhớ rõ ước chừng một tháng trước, phi thường phổ thông một ngày, ban đêm tăng ca đến hơn 9 điểm, lại thêm. Ngồi xe buýt xe thời gian, về đến ngoại ô thời điểm, đã tiếp cận 11 giờ. Đi tại về phòng thuê trên đường nhỏ, Chu Dương đột nhiên nhìn thấy một viên sao băng, từ phía chân trời xẹt qua. Lưu tinh, một khỏa mười phần quỷ dị lưu tinh, lóe ra quỷ dị tử quan. Ngay tại hắn nhắm mắt, cầu nguyện xong, mở mắt thời điểm, hắn phát hiện giống như có một ánh sáng trắng, tiến vào trong cơ thể của hắn. Lúc đó, chỉ là cho rằng hoa mắt, xuất hiện ảo giác. Bất quá, theo trong khoảng thời gian này, thân thể biến hóa, trong lòng của hắn, ẩn ẩn cũng hoài nghi lên mấy phần. Bởi vì, không biết sao, chu Dương một khi lực chú ý tập trung, trong nháy mắt liền biến thành một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, có khi, thậm chí, trực tiếp bất tỉnh ngủ mất. Loại tình huống này, lần một lần hai vẫn được, thế nhưng là thời gian dài loại trạng thái này, Chu Dương chỉ có thể xám xịt rời đi công ty. Tại bệnh viện kiểm tra mấy lần, kết quả kiểm tra, thân thể các hạng chỉ tiêu, đều rất bình thường. Thế nhưng là, một khi lực chú ý tập trung, tinh thần của hắn liền lập tức quể oải, một cổ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mỏi mệt, không ngừng hướng thần kinh của hắn, đánh thẳng tới. Lúc làm việc, hắn làm sao có thể không giữ vững tinh thần mà lại cũng không có bất kỳ cái gì một công ty ưa thích hỗn loạn nhân viên vạn giới cửa hàng hệ thống dung hợp thành công chu dương chậm rãi đi tại trong hành lang đột ngột một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong óc hắn chu dương nghe vậy một trận tức giận đây là ai đang trêu đùa hắn một tháng qua một mực động lại tại ngực lửa giận giống như nham tương phun trào mãnh liệt mà ra đã xảy ra là không thể ngăn cản một đôi tản ra hàng mang đôi mắt, liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy vừa mới âm thanh nơi phát ra, nếu là cho hắn biết là ai trêu đùa hắn, nhất định khiến hắn đẹp mắt. Thế nhưng là, khi Chu Dương ánh mắt quét nhìn một vòng về sau, phát hiện chung quanh căn bản không có một người chú ý hắn, tất cả mọi người đang khẩn trương chuẩn bị phỏng vấn, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một hơi, xem ra thời gian dài ở vào cao áp trạng thái, mình đã sinh ra ảo giác. Chu Dương mặt không thay đổi hướng phỏng vấn trận đi ra, Đúng lúc này, cái kia đạo máy móc băng lãnh âm thanh vang lên lần nữa. Vạn giới cửa hàng hệ thống khóa lại thành công. Không hiểu âm thanh vang lên lần nữa, lần này âm thanh, Chu Dương thế nhưng là nghe được rõ ràng, mà lại âm thanh nguyên chỗ vẫn là tại trong đầu của hắn, trong lòng lập tức thất kinh, không cẩn thận vậy mà ngã nhào trên đất, sau đó vội vàng bò lên, hướng ra phía ngoài chạy tới, lưu lại một bầy trận mắt hốc mồm phỏng vấn người. Lòng người này tố chất quá kém, phỏng vấn thất bại mà thôi loại này ngăn trở đều khó mà tiếp nhận như thế nào có thể tìm được công việc một người màu đen tóc ngắn thanh niên nhìn lấy chu dương rời đi bóng lưng một trận thở dài thất bại mới tốt làm việc cương vị cứ như vậy nhiều thất bại một người chúng ta liền thêm một phần cơ hội một người đeo kính kính cô gái trẻ tuổi nhìn có chút hả hê nói người này không quay về tự sát a à. một người chần chờ nói mặc kệ người khác nghị luận như thế nào chính mình, Chu Dương một người thật nhanh chạy ra tập đoàn Thiên Hải, lưng tựa một chỗ không người góc tường, ngụm lớn hô hấp lấy không khí, dồn dập thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Ngươi là ai? Chu Dương thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, nội tâm tràn ngập bối rối, cái này đều thế kỷ 21, làm sao còn có chuyện ly kỳ như thế phát sinh ở trên người hắn? đây chính là huyền huyển tiểu thuyết bên trong mới có tình tiết ta là vạn giới cửa hàng hệ thống một đạo băng lãnh máy móc không mang theo mảy may tình cảm sắc thái âm thanh tại chu dương trong đầu vang lên vạn giới cửa hàng hệ thống chu dương thế nhưng là nhìn qua tiểu thuyết vô số cái gọi là hệ thống hắn tự nhiên không xa là gì cái gì vô địch hệ thống cái gì võ thần hệ thống còn có cái gì lớn rút thưởng hệ thống chỉ cần là nhân vật chính đạt được hệ thống, không quan tâm hắn trước kia thêm suy, tuyệt đối dây biến cao phú soái. Chẳng lẽ trên trời rơi xuống tới lưu tinh liền là vạn giới cửa hàng hệ thống? Thế nhưng là, vì cái gì tuyển chọn ta, là ngoại ý muốn? Hay là ta có cái gì cường đại thiên phú? Chẳng lẽ vận mệnh của ta quỷ tích bắt đầu vận chuyển? Trong lúc nhất thời vô số suy nghĩ phun lên trong đầu của hắn, phát tài, mạnh mẽ lên, thắng được bạch phú Mỹ, một hồi lâu, Chu Dương mới lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi vạn giới cửa hàng hệ thống đều có cái gì công năng. Đơn giản tới nói, thế gian tồn tại ngàn vạn vị diện, vô số thời không, vạn giới cửa hàng hệ thống có thể cùng vị diện khác biệt tiến hành thương phẩm giao dịch. Thanh lãnh âm thanh quanh quẩn tại Chu Dương não hải, như sấm sét trên chín tầng mây nổ vang. Cùng vị diện khác biệt giao dịch. Vậy nhưng là sống sờ sờ từng cái từng cái vị diện thế giới, không phải mơ mộng hảo huyền huyễn tưởng thế giới. Chu Dương cảm giác đầu óc của mình đình chỉ tư duy, cùng vị diện khác biệt giao dịch, đây cũng không phải là đi đường dành riêng cho người đi bộ mua sắm, muốn đi đâu nhà liền nhà ai. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Chu Dương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dù sao chính mình còn không có tự mình đi thể nghiệm một phen. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hệ thống cường đại năng lực, tinh thần của hắn càng phát ra khuấy động, cảm thấy toàn thân rung động tốt vạn giới cửa hàng hệ thống nó có thể liên thông khác biệt vị diện thế giới ngẫu nhiên bắt một ít sinh linh đối thương phẩm nhu cầu ý niệm sau đó đem sinh linh kia trực tiếp đưa đến cửa hàng bên trong cái gì là ý niệm thật giống như người đói bụng 3 ngày liền sẽ có mãnh liệt nghỉ ăn cơm suy nghĩ đây chính là ý niệm nếu như vạn giới cửa hàng hệ thống bắt được cái ý này niệm trong cửa hàng có cái ý này niệm nhu cầu thương phẩm đồng thời, phát ra ý niệm người, có được cái này thương phẩm sức mua hoặc mua sắm tiềm lực, như vậy, liền sẽ trở thành vạn giới cửa hàng hệ thống khách hàng tiềm năng. Hộ khách không chỉ có thể là người, mà lại, còn có thể là vị diện khác sinh linh, cũng liền nói, có lẽ là yêu, có lẽ là ma. Đây chính là nghịch thiên tiết tấu A, à, Chu Dương hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, vội vàng vuốt lên bộ ngực phập phòng, điều tiết lấy hô hấp, lặng lặng tựa ở góc tường, một đôi lửa nóng đôi mắt, lóe ra không hiểu hào quang, cái này chính là ta ra lệnh vận một cái bước ngoặt. Trọn vẹn tại góc tường nằm hơn nửa giờ, Chu Dương mới đưa vạn giới cửa hàng hệ thống tin tức toàn bộ tiêu hóa xong tất, đứng người lên, tại ven đường đón taxi xe vội vàng chạy trở về. Khi Chu Dương chạy trở về, đẩy cửa phòng ra, phát hiện trong phòng đã một mảnh hỗn độn. Một gian không đủ 20 bình phương trong phòng, lúc này đang ngồi lấy hai người, một cái xem ra ước chừng ba bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên, một cái chỉ có bảy tám tuổi bộ dáng thiếu niên. Người đàn ông trung niên thân mặc một thân quần áo màu xanh, ngồi ở một cái ghế gỗ bên trên, trong tay chặt siết chặt một thanh màu xanh đen bảo kiếm, sắc mặt trở nên cứng, ánh mắt phức tạp nhìn lấy một bên thiếu niên. Mà một bên thiếu niên, một cái bạo tạc đầu, phía sau cái mông còn có một không ngừng lắc lư cái đuôi, nằm ở một bên ghế sofa, miệng bên trong không ngừng hô đói. Song Gu nhạc bất quần. Nhìn lấy bên trong căn phòng hai người, Chu Dương trong lòng nhìn không được một tràng thốt lên. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.